ngày xưa một thanh giáo có quyền năng to lớn đã bị phong ấn và nó được gọi là quái thương ta gặp được ucio cậu sống chung với cha ở một đồi ngôi đền và suốt ngày đấu đá nhau khiến hàng xóm cũng xem mấy cái này như chuyện thường ngày cha sau đó đã dọn đồ để đi thám thính biển vài ngày ông xem đây là tu luyện và nhắc cậu trong nhà cẩn thận với cả dọn luôn cái kho dùm cậu đã đi dọn kho thì vấp ngã bởi cái cửa hầm nên quyết định mở ra để khám phá bên trong xem có gì Cửa bị gãy và rơi thẳng xuống và dưới này là một con yêu quái đang bị cây thương mà cha cậu hay nói đến phong ấn lại. Nó cho biết bản thân đã kẹt ở đây 500 năm và muốn UCO rút cây thương ra. Nhưng nghe việc nhổ ra là bị nó ăn thịt thì cậu đạp cây thương vào sâu hơn rồi bỏ đi vì ngu gì mà đi thả yêu quái ăn thịt người ra cơ chứ. Con yêu quái cố thương lượng nhưng không vẫn là không. Cậu định đi tìm ông già để hỏi thì nhớ ra ổng đi mất tiêu rồi. Cậu sau đó đã đi đến trường và suy nghĩ về con yêu quái cô bạn inoe thấy cậu băn khoăn gì đó thì đã hỏi thử thì cậu không nói ra cô bạn thứ hai là asako cũng đến đòi lại cuốn vở đã cho cậu mượn thì cậu quên mang theo lúc ở lớp cậu đã vẽ lại hình ảnh của con yêu quái đó và nghĩ là nên chờ thêm vài ngày để đợi ông già về giải quyết ở trường cậu rất giỏi trong thể thao và đám bạn cứ rủ cậu vào đội bóng nhưng usio vẫn chỉ thích vẽ hơn cậu lỡ đá về phía asako nên bị cô dí khắp sân trường chiều hôm đó hai cô gái có đến nhà ucio lấy lại vở thì cậu đột nhiên thấy quanh cả hai là hàng đống rết và bọ đang bay xung quanh cậu nhận ra hai cô gái không hề thấy những sinh vật này nên chạy xuống hầm hỏi con yêu quái kia nó bật cười và cho biết cậu đã để yêu khí của nó thoát ra ngoài nên đã khiến đám tiểu yêu mò đến và vì cả hai gặp nhau nên giờ ucio sẽ thấy yêu quái chúng sẽ tấn công con người và hai cô gái đã bắt đầu hét lên khiến con yêu quái cho biết đây là lỗi của cậu nhưng nếu cậu rút cây thương ra thì nó sẽ giải quyết giúp cậu cậu đã rút cây thương ra thì đột nhiên nó trở mặt và không thèm giữ lời nên cậu đã phẫn nộ cây thương sau đó đã chọn cậu làm chủ và hút hết âm khí xung quanh rồi khiến tóc UCO dài ra con quái bắt đầu sợ vì cậu giống kẻ đã phong ấn nó trước đây nó hoảng sợ bỏ chạy và quyết định giữ lời hứa diệt quái giúp cậu miễn là tha mạng cho nó cậu đã phối hợp cùng nó diệt sạch đám quái trong nháy mắt và cậu vẫn chưa cho nó đi vì giờ nó sẽ phải ở cạnh để phụ cậu diệt quái nếu nó thu hút đến cậu cho nó cái tên là tô Gia và nó cũng sẽ ám cậu nhìn có vẻ hợp tác nhưng nếu có cơ hội thì cả hai đều sẽ ra tay với người kia. Trước khi tiếp tục video, mọi người cho S2 phút quảng cáo kiếm thêm gói mì nha. Sắp tới hai ngày lễ quan trọng là 30 tháng 4 và 1 tháng 5 rồi, anh em đã có dự định đi chơi với bạn bè ở đâu hay chưa? Nếu chưa thì cho phép mình giới thiệu đến anh em tựa game phiêu lưu nhập vai thế giới mở Genshin Impact, nơi mà bạn có thể cùng bạn bè phiêu lưu và chinh chiến. Game được phát hành bởi nhà HoYoverse và sắp tới sẽ có bản cập nhật 4.6 với tên gọi lửa rực hai thế giới, đêm đỏ dần lụi tàn cùng rất nhiều nội dung đáng mong chờ. Đầu tiên là về nhân vật mới Alex Kino, năm sao hệ hỏa, là quan chấp hành đứng thứ tư trong hàng ngũ pha tôi dưới trướng băng thần, giữ vai trò sát thương chủ lực với cơ chế khế ước sinh mệnh độc đáo, bên cạnh Alex Kino. Ở giai đoạn 1 thì game sẽ mở khóa thêm một nhân vật năm sao giới hạn nữa qua sự kiện cầu nguyện, đó là Lini. Hệ hỏa, sử dụng cung tên, Lini là một nhà ảo thuật tài ba với diễn xuất tinh tế, cùng khả năng gây sát thương mạnh mẽ bằng những cú ngắm bắn của mình, và sau đó thì ở giai đoạn 2, ta sẽ có hai nhân vật năm sao giới hạn được mở khóa trở lại, đó là kẻ lang thang, Hệ Phong sử dụng pháp khí là một nhân vật với thân phận huyền bí, giữ vai trò sát thương chủ lực với cơ chế ngự không thú vị. Bai Du Hệ Thảo sử dụng pháp khí, Bai Du là vị đại phu tinh thông y thuật, có vai trò trị liệu mạnh mẽ và bắp sát thương cho các phản ứng hệ thảo. Theo chân nhân vật mới là những vũ khí mới, đầu tiên hình thái xích nguyệt, vũ khí cán dài năm sao giới hạn. Con hàng chấn phái dành cho nhân vật mới Alex Kino, cùng với đó bộ thánh di vật mới, ảo mộng chưa hoàn thành và mảnh hài hòa bất thường. Ngoài việc là một nhân vật để chúng ta sở hữu, Alex Kino còn trở thành một boss mới ở thử thách khiêu chiến hàng tuần với những đòn thế rất ngầu lòi và không kém phần hiểm hóc ngoài ra thì game cũng sẽ cho ta thêm hai khu vực bản đồ mới là biển kỳ nguyên cũ và khu nostoi và cuối cùng là những sự kiện giới hạn mới giúp bạn có thể nhận thưởng nhiều nguyên thạch ven nguyên liệu bồi dưỡng vũ khí cũng như là nhân vật quý giá sự kiện đầu tiên là sắc màu lưu động sự kiện sẽ giúp cho bạn nhận miễn phí nhân vật gozo hệ nham 4 sao sử dụng vũ khí cung tên bên cạnh đó còn các sự kiện bí quyết tìm sau cơn gió lạc lối và nghiên cứu ứng dụng pha lê với nhiều phần thưởng hấp dẫn Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không tải game về vài trải nghiệm ngay, link mình sẽ để ở dưới phần mô tả hoặc bình luận hoặc bạn có thể lên cửa hàng Google Play và App Store. Sáng hôm sau, Tô Gia không biết về TV nên đã đập hư mất, nó sau đó cứ bám theo UCO sát nút và nhắc cậu cảnh giác nếu không nó rơi từng khúc xương. Cậu cầm cây thương phang vào đầu nó và hội bạn của UCO tìm đến nhờ cậu đi chơi giúp trận bóng. Nhưng cậu từ chối dù đám bạn cho rằng tranh cậu vẽ xấu tệ. Cậu hơi cay vì lời này thì hai cô bạn tìm đến họ nghĩ chuyện gặp được hôm qua là mơ nên cậu cũng chẳng cần giải thích cho họ làm gì cả hai đang dọn đồ đến khu nhà cũ vì nghe nói là sắp được tu sửa lại và có một bộ giáp đá mới được chuyển đến hai cô gái vừa đi thì tô ra bắt đầu phân tích xem ucio thích cô nào khiến cậu quay ra đập nhau với nó hội của hai cô gái đã vào khu nhà cũ dọn dẹp sửa sang lại và có thấy bộ giáp đá hơi đáng sợ asako nhìn thấy mắt nó đỏ lên nhưng chỉ nghĩ là tưởng tượng họ tiếp tục dọn cho đến khi có chuyện thực sự xảy ra ucio ở lớp đã bắt đầu lo vì cô bạn chưa về đột nhiên cây thương báo hiệu cậu gì đó và một sung rung chấn xảy ra cậu biết nó đến từ khu nhà cũ nên đã vác thương chạy đi cậu gặp một cô bạn đã bị hóa đá nửa người nên càng cấp tốc đi nhanh hơn cảnh sát lúc này đã vây kín lối đi khiến ucio buộc phải ở ngoài mà chưa vào được cậu muốn tô ra nói hết những gì nó biết nhưng tô ra bảo éo vì mắc gì nó phải đi giúp con người thế là cậu vác thương ra đập nhau một trận và đâm vào tay nó buộc nó phải nói nó cho biết con quái trong kia là thạch khấu, một loại yêu quái chuyên dụ người ta vào kết giới. Cảnh sát lúc này do xét trong kia nhưng chẳng thấy ai bên trong. Hai cô bạn của UCO thì lại đang kẹt trong kết giới và kêu cứu thì chẳng ai nghe. Asako cố gắng kiên cường nhưng rồi vẫn bị hóa thành đá. UCO sau đó đã vượt rào để chạy vào trong rồi dùng quái thương mở ra kết giới. Cậu tiến vào và tấn công yêu quái thì tô ra cho biết bộ giáp chỉ là vật chứa chứ đám bọ bên trong mới là bản thể. Nhận ra quá muộn khiến UCO bị tóm lấy và bay mất cây thương tôi ra không chịu trách nhiệm nhưng cậu chỉ xin nó đưa mọi người ra ngoài cậu sau đó đành chấp nhận biến thành đá và tiếc vì tôi không ăn được cậu nó cảm thấy bị xúc phạm nên đã quay lại vì chỉ nó mới có quyền ăn thịt ucio nó đã đứng ra chặn cửa kết giới và bị tấn công ucio đã kêu gọi cây thương và nó đột nhiên bay về phía cậu và phá đi lớp đá bên ngoài rồi bay đến chặn cửa thay tôi đã hóa pikachu giật cho thạch khấu phải lộ diện nó là hai con rết khổng lồ và tôi cho biết cậu cần đâm vào mắt nó cậu nhảy đến đâm vào cả hai con và báo chí đã quay lại toàn bộ sự việc cậu chiến đấu cậu sau đó cũng nhảy xuống phá đi lớp đá cho các cô gái rồi mới cùng tô ra bỏ đi vài ngày sau cha của ucio đã về và ông kể cậu nghe về sự tích quái thương và cả việc tô ra đang bị giam giữ dưới hầm cậu hơi nhột nên muốn đi trước thì ông nhìn thấy quái thương nhưng không tin nó là thật đến khi đi kiểm tra lại nhà kho thì ông mới sốc ucio đã cùng hai cô bạn đi xem triển lãm tranh và cậu thấy bức tối này khá kỳ lạ lúc rời đi nơi khác thì tô ra nhận thấy cô gái được vẽ trong tranh này đã bị nguyền con người vẽ thì đã thành quỷ ngày hôm sau u siêu lên trường thì bị một đàn anh gây sự và đánh đập đột nhiên cô gái được vẽ trong tranh hôm qua kia là dây cô đã tìm đến và nói anh ta thích thì giết cô đi ai nấy đều nghe việc cô bị nguyền nên né đi cậu không ngờ con gái của vị họa sĩ mà cậu thích lại ở đây nên chiều đó đã xin cô làm mẫu để cậu vẽ nhưng cô cho rằng bố cô đang gọi cô đi theo nên cậu lại gần thì sẽ bị liên lụy cậu vừa đi theo thì đã suýt bị xe tải tông trúng chẻ đôi cái xe xong thì tô ra thấy con quỷ đã bị đi nơi khác cậu sau đó có về hỏi asako về cô gái dây cô này asako cho biết dây cô được chuyển đến một thời gian trước đây và khá trầm tính cô đã chủ động làm thân với dây cô nhưng dần dần có vài kẻ đã cố tỏ tình dây cô và gặp tai nạn cô cho rằng đó là lỗi do bản thân và cũng muốn asako tránh xa vì ai ở gần cô đều gặp tai nạn nhưng dù biết vậy thì cậu vẫn không từ bỏ cậu gặp lại anh trai hồi sáng và anh ta khuyên cậu tránh xa dây cô cậu không chịu và đấm nhau với anh ta anh ta sau đó mới kể lại việc bản thân là bạn với dây cô trước đây trước đây mẹ dây cô đã bỏ đi với người khác khiến ông bố sốc nặng anh ta từng thấy ông bố say mê vẽ đến gần như hóa quỷ và từ khi ổng ra đi thì dây cô cũng bắt đầu kỳ lạ hơn sáng hôm sau cậu đã cố tiếp cận dây cô và mời cô nhảy chung cậu đã thành công mời cô nhảy và cũng thành công gọi thêm ông bố phiền toái đến ông ta tạo lốc xung quanh và cào cho ucio một nhát tô ra đã phải giật xét đuổi ông ta đi dây cô chịu quá đủ rồi nên muốn chạy về giải quyết tất cả anh trai kia và ucio đã đuổi theo và thấy cô đang định nhảy lầu ucio ném thương để đỡ cô và cả hai leo lên tầng hai giữ cô lại ông bố bên dưới thì muốn gọi cô đi theo ucio đã phải thông não để cô nghe theo và quyết định ở lại ông bố tức giận vì bị phản bội nên quyết định kéo cả ba vào tranh tô ra muốn ucio cầu xin đi rồi nó giúp nhưng mắt của cậu như đang nói là bố mày éo cần hơi cay nên nó tự chạy đến kéo cậu ra ngoài cậu vẫn giữ hai người kia nên tô ra vào trong tranh cào vào mặt con quỷ khiến ông ta buông ra ucio sau đó đã lấy thương để phá đi bức tranh thì dây cô chặn lại khiến cậu đâm cả cô lẫn tranh nhưng quái thương không gây sát thương lên người nên tranh cứ thế bị hủy ông bố đã hoàn toàn ra đi và phần linh hồn sót lại đã chúc con gái hạnh phúc bức tranh u ám giờ cũng đã thay đổi hoàn toàn trông tươi sáng hơn một thời gian sau đó ta đến với một công trường đang cố tháo rỡ một khối đá ông lão này cố ngăn mấy công nhân đứng nhấc khối đá này lên nhưng họ không nghe và cái giá phải trả là bị năm con yêu quái bị phong ấn dưới cục đá đó ăn thịt sáng hôm sau ucio cứ bị tô ra phá nên lại bị gõ cho mấy cái cậu nghe tin về vụ việc hồi tối trên tv cậu nghĩ là tô ra làm nên gọi ra tính sổ tô ra chạy vì không đánh lại và một phần cũng là vì đói trong khi đó ucio chạy đi tìm thì thấy ông cụ hồi tối đang cảnh báo cảnh sát về con yêu quái nhưng chẳng ai tin ucio lại hỏi thăm thì thấy thông tin của người đã phong ấn con quái giống như inoe nên lo lắng rằng nó sẽ kiếm cô trả thù trong lúc đó tô ra đi kiếm ăn nhưng đứng giữa đường nên bị tông trúng cây cú nên nó giật cho hư hết xe xung quanh rồi bỏ đi ông cụ đã kể cho ucio về việc lúc trước lúc yêu quái xuất hiện thì binh lính và người dân bó tay cô gái giống inoe đó đã đến phong ấn cả năm cái đầu kia và chúng hận cô đến bây giờ nếu tìm được ai giống là chúng sẽ ăn luôn còn tô ra vẫn đang kiếm ăn và ta biết được hai điều về tô ra rằng chỉ con nít mới thấy nó và nó ghét nước hoa cùng mỹ phẩm usio cố gọi cho inoe nhưng không được nên hỏi qua asako tô ra thì đang chết đói vì ai cũng xịt nước hoa và mang kim loại mà yêu quái ghét đột nhiên nó bắt gặp inoe và thấy inoe có vẻ ngon đang chuẩn bị sơi thì nó thấy có yêu khí gần đây Đúng như vậy khi năm cái đầu kia đã mò đến, Inoe sắp toang thì UCO cùng quái thương đã đến kịp. Bọn chúng đập UCO nhưng chả thèm ăn mà vào tìm Inoe trước mặt toàn bộ người dân. Inoe trốn trong thang máy cũng bị chúng lôi ra. Toza cũng đã phải chạy đến cứu lấy miếng ăn. Toza đưa cô lên tầng thượng, nó cũng đập được một cái đầu vì dám láo nháo. Một cái khác trói Toza lại cho đám kia vờn Inoe thì Toza đã phá đứt vào một cạp bay nửa cái đầu ba cái kia vờn inoe nhưng thấy đồng bọn bị thịt nên quay ra cắn tô ba cái đầu kia bám trên người tô để rồi bị nó giữ lại giật cho một trận một cái còn lại biết không đánh được nên muốn trả thù cho bằng được nhưng ucio đã đến kịp xử lý nốt tô ra thấy inoe là người của ucio thì coi như bỏ mồi luôn ucio xin lỗi tô vì hiểu lầm nhưng lại cãi nhau inoe cũng biết chuyện của tô nên lấy cái bánh cô mua ra cho nó ăn để trả ơn cứu mạng cô đảm bảo thứ này còn ngon hơn thịt người ở hồng kông lúc này có một pháp sư đang thanh trừ hai con yêu quái ở trong con hẻm, ông ta được mệnh danh là Phiêu. Một con yêu quái sợ hãi xin tha nhưng ông thấy bọn chúng dám thịt con nít nên không tha được. Mục đích của ông là tìm con quái đã khiến ông bị thương ở bên kia mắt. Và khi thấy tô ra trên TV thì ông đã nhận ra chính nó là kẻ đã khiến ông thành như này. Ucio lúc này đang ngủ thì bị tô ra mai phục và làm cho một vết y chang ông Phiêu. Ông ta thì cũng đã đến Nhật và biết được mục tiêu cần tìm. Ushio thấy sẹo vẫn còn nên cay tô ra và đòi xử nó luôn chứ không nhân nhượng nữa. Ông Phiêu đi ngang thấy bất bình nên vào giải quyết và muốn thiến luôn hai tên kia côn đồ cướp của thì Ushio đã phải chạy vào can. Ông Phiêu thấy yêu khi của tô ra nên muốn lấy thông tin từ cậu, thấy chủ nhân bị đe dọa nên quái thương đã tự động bảo vệ Ushio. Phiêu nhận ra quái thường thì sau đó mới chịu đứng lại nói chuyện tử tế. Phiêu muốn xin thông tin về tô ra vì anh cho rằng chính nó đã hại đời anh ta, Phiêu đã từng có một gia đình yên ổn cho đến một ngày anh ta đi làm về thì vợ con đều không còn. Con quái nhìn giống Tô gia đã có đã cho anh ta một vết trên mặt và anh ta hận Tô ra từ đó, Phiêu thể sẽ trả thù bằng được. Ucio thấy lạ vì Tô gia bị nhốt suốt 500 năm trong kho thì làm sao là hung thủ được, nhưng vì cũng muốn thoát khỏi Tô ra nên cậu đã nói ra thông tin. Tô gia với Phiêu đánh nhau từ sáng đến tối, còn Ucio sáng hôm sau đến trường với mấy vết sẹo nhưng trong đầu cứ lo nghĩ về Tô gia ra gặp khó khăn trong lúc đánh nhau với phiêu còn Ucio vẫn lo nghĩ thầy gọi tên cậu mà chẳng nghe nên bị cho ăn một cái lao bảng tô ra lại đánh nhau suốt một ngày nữa trong khi Ucio từ lúc ra về cứ bị Asako bám theo Nhờ được Asako thông não nên Ucio quyết định đi nói thật với phiêu rằng Ra bị nhốt dưới hầm suốt 500 năm và nó gây ra vết thương bằng 4 móng không phải ba như của anh ta phiêu không chấp nhận được dù đã đến tận đây mà vẫn không phải nên muốn giết Ra bằng được nỗi uất hận của phiêu quá lớn khiến anh ta mặc kệ lời của ucio và tấn công luôn cậu phiêu ném chiêu vào tô ra nhưng ucio đã đứng ra đỡ và lao đến đấm lại phiêu một cái cũng như thông não giúp anh ta luôn phiêu băng bó lại cho ucio và quyết định đi tìm thêm ít lâu nữa ucio muốn biết thêm thông tin về quái thương nhưng phiêu muốn cậu tự tìm hiểu sáng hôm sau tô ra tính cắn lén nhưng thấy mấy vết thương của ucio là vì tô ra nên nó tạm tha ucio hôm nay vì ăn bánh hamburger vẫn ngon hơn Usio đã được nghỉ hè và còn được Asako rủ đi biển do ông của cô có cửa hàng ở đây. Tô ra lại than vãn vì Usio đi biển cũng vác cả giáo theo nhưng hôm nay tạm tha để chơi cho đã. Usio thấy có tên nhóc phá phách đồ đạc của cậu nên cậu chạy đến túm nó lại. Asako đã thả cậu nhóc đi và sau đó về hỏi ông thì ông cho biết cậu nhóc ấy tên là Tất Hai năm trước mẹ cậu ta mất nên cậu ta mới đi phá phách như vậy. Còn tô ra thì lướt trên mặt nước anh như con sóng và chạm mặt với thủy quái có chức vụ cai quan đám yêu quái khu này ông thủy quái này cũng biến danh tính lúc xưa của tô ra nên nó cũng tử tế nói chuyện ông ta muốn nhờ tô ra sử hộ con quái đang làm loạn gần đây con quái được nói đến rất mạnh và chẳng giao tiếp với bất kỳ ai nghe nói mạnh thì tô ra cũng thích thú nên chốt kèo còn tất ra thì giống y đúc naruto khi chuyên đi phá phách để gây chú ý điều này khiến usio bực nên đánh cậu nhóc một cái cậu nhóc khóc lóc bỏ chạy nên asako phải chạy theo dỗ tất ra sau đó bị vài tên bắt nạt và được asako giúp nên chạy qua làm nũng cô còn bên toza thì được ông kia đưa đến chỗ kết giới toza hơi ngợp khi con quái có vẻ to hơn dự đoán dùng chiêu gì cũng không si nhê để rồi bị nó nuốt vào nhưng toza đã nhờ ông kia đi gọi dùng ucio đến asako và tất đã đi trèo thuyền thì vô tình bị vướng vào con quái đấy và bị nó nuốt luôn còn ông kia thì đã liên lạc được với ucio ucio cũng nghe tin asako đã bị nuốt vào nên càng tức tốc chạy đi hơn toza ở trong bụng thì thấy asako là người hay chơi với ucio cô đang bị mấy con tiểu yêu nhắm đến nên tô ra quyết định làm phước và ra tay giúp đỡ để sau này có gì đòi lại từ ucio sau ucio vừa đến nơi thì nhảy thẳng vào con quái nhưng nó quá trơn khiến cậu không đâm được cậu phá kết giới để bắt nó mở miệng và nhảy vào trong asako lúc này đành ngồi im với tô ra để đợi ucio đến cô đã cho tất ra biết về việc ucio từng như cậu nhóc cho đến khi được bố cô dạy cho một bài học thì đã trưởng thành hơn nguyên hình của con quái đã lộ diện và đang nuốt trưởng lấy mọi thứ ra túm tất cả lại nhưng lực hút quá lớn khiến việc bay có chút vấn đề, sắp không trụ được nữa thì Ushio đến nhưng Asako lại sắp bị tuột mất nên cậu nhờ Tatsuya ra xuống kéo lên. Cậu đã dùng câu chuyện về bài học bản thân nhận được truyền lại cho Tutsu ra khiến cậu nhóc mạnh mẽ hơn. Ushio bị tuột tay nhưng quái thương tự bay đến đâm thẳng vào con mắt của yêu quái vật. Ra sau đó đã để Ushio rạch một đường trên người quái để thoát ra, con yêu quái đã bị diệt trừ và mọi thứ loại trở lại bình thường. Asako vẫn không biết ai đã cứu bản thân do lúc nãy bị ngất đi. Ucio cho biết không phải cậu cứu mà là Toza cũng như là Tatsuya. Cậu nhóc cũng chạy đến tạm biệt và thế là một dịp đi chơi đã kết thúc. Ucio chạy về nhà hỏi bố về việc mẹ vẫn còn sống đã thế còn bị yêu quái ghét. Ông cứ đánh chống lảng khiến Ucio mất bình tĩnh nên sút cho cái. Có điện thoại nên ông đã đi nghe và cậu biết ông tính chuồn nên đòi câu trả lời nhưng chưa có câu trả lời thì ông đã chạy khỏi nhà. Ông quá nhanh khiến UCO và Toza không rượt được nên chịu. Chiều đó UCO đến thăm mộ mẹ vì bố chỉ là ở đây. Còn bố cậu thì mới đi chấn yêu ở một chỗ khác mới xong và giờ thì quay về gặp cấp trên. Ông báo cáo lại việc UCO đã rút quái thương và giải thoát cho Toza. Một ông nghĩ là bố UCO đã tự lên kế hoạch cho UCO nên bực bội. Họ giao cho ông phải tự đánh giá UCO nếu không thì sẽ tước quái thương cho những ứng viên khác. Người đứng đầu là Đức Bà cho ta biết rằng quái thương tái xuất thì ngày phán xét cũng sắp tới. Trở về nhà bố ucio um sùm lên vì cậu dùng quái thương cao quý để đem đi là thứ chặn mì nhưng ổng vô tình dẫm lên nên cúi đầu xin lỗi cây giáo dối rít ucio vẫn muốn thông tin về mẹ ăn tối xong thì bố hỏi cậu lý do muốn tìm cứ cho là đã chết thì không được hay sao nhưng đó là gia đình thì cậu phải đối diện để sống tiếp sau khi biết lý do thì ông đưa cậu một cục tiền để tự đi tìm manh mối ông cho là đến tìm ông chú của cậu ông thay đồ và gọi tô ra lộ diện để giao chiến một trận Tô Gia cũng nhận lời và cho Ucio biết việc cha cậu rất mạnh. Hai bên đánh nhau cân tài cân sức, Ucio vào can cũng không có tác dụng. Đã thế còn bị quật ra, hết cách nên cậu đành phải rút quái thương ra. Cậu gõ Tô Gia và cha mỗi người một cái họ mới chịu dừng. Tô Gia biết là hồi nãy ổng chỉ nhường chứ không có ý định giết. Bố Ucio cho cậu biết Tô Gia lúc trước rất tà ác nhưng vì đi với Ucio mà giờ nó mới ngoan vậy. Nhưng đúng lúc thì người của hội đồng cũng đã ở đây. Họ muốn triệt tiêu Tô ra và lấy lại cây thương nhưng bố Usio cản lại và nói cậu với Tô ra sẽ là một cặp trong ngày phán xét. Lời tiếp theo là ông dặn cậu hãy chạy đi cùng Tô ra nhưng vốn tính cứng đầu nên cậu ở lại với cha. Tô ra bị tách ra nhưng khi nghe bị gọi là quái hạ cấp thì nổi khùng và hạ tên kia. Usio do trình quá kém nên đã bị tước mất quái thương rất nhanh chóng. Nhưng Tô ra đã quay lại và cùng bố Usio dọn dẹp tàn cuộc. Ông hỏi sao Tô ra không giết ai thì nó nói vì Usio cấm và vì cậu có cây thương nên phải nghe ngày hôm sau ucio đã lên đường đi tìm mẹ và cũng ấm lòng khi nghe lời động viên của cha cậu không cần tô ra đi theo nhưng nó đang ám cậu thì đã bỏ được cậu đã đến sân bay thì nghe một người từng là phi công đang nói cho con của một người đồng nghiệp đã gặp tai nạn biết về việc máy bay của bố cô đã gặp tai nạn là vì có quái vật bám lấy cậu đã hỏi tô ra về con quái đó thì nó có vẻ là một loại yêu quái sống trên trời và thi thoảng mới mò xuống kiếm ăn nó từng gặp một lần và đánh không lại vì điểm yếu của nó là lửa và trên trời thì lấy đâu ra lửa cô gái kia thì vẫn ghét ông chú từng là phi công đây và cho rằng ông chú là lý do bố cô mất mạng ucio đã đến ngồi cạnh cô và biết cô là du cậu nghe qua chuyện của du lúc cất cánh và biết được cha cô bị tai nạn máy bay tháng trước và cô cho rằng ông chú kia là người chịu trách nhiệm khi đâm vào máy bay mà cha cô lái khi du đã ngủ thì ông chú mới bắt đầu kể chuyện cho ucio và cậu biết được hôm đó đã có quái vật xuất hiện chú bay bằng phản lực nhưng lúc đó chú thấy rõ một một con yêu quái đang bám vào máy bay đột nhiên máy bay rung lắc và chú nhận ra cảm giác này rất giống lúc đó con quái đã bám vào máy bay và chú đã lên xem phi công ra sao uco đã gọi thương từ khoang hàng lên còn chú thì đã vào thay phi công điều khiển uco muốn tô ra ra ngoài đánh trước cậu chọt thương vào nó khiến nó hiện hình và chui ra choảng nhau với con quái du đến phòng chỉ huy và chú đã cố gọi cho bên phòng không nhưng họ không tin việc có quái vật tô ra biết lửa hạ được và họ cần tên lửa nhưng phòng không chưa tin nên chưa cho máy bay ra được Tô Gia cúi xuống bảo cậu mò lên đây đâm thương vào nó để khiến nó lộ diện. Tô Gia đã giữ nó lại trên kia và ghim đúng nơi để Usio và Du đâm vào nó. Con quái bị đâm trúng thì lộ diện nên vài máy bay đã ngay lập tức được gửi đến. Ông chú nhận ra người quen ở bên máy bay nên yêu cầu bắn tên lửa, nhưng vẫn chưa có lệnh nên Usio muốn Tô Gia đưa cậu lên trên. Cậu đã cùng Tô Gia tấn công và cắt đi tứ chi của con quái khiến nó tách khỏi máy bay và tên lửa giờ mới có thể bắn. Con quái xác định chết chắc những nó thà chết còn hơn là sống đến ngày phán xét và gặp kẻ còn đáng sợ hơn. Giờ vấn đề trước mắt là hạ cánh. Bánh xe của máy bay đã bị hỏng nên UCO chê là Tô ra yếu và không thể đỡ được máy bay. Bị khích đều nên nó đi làm bánh xe để giúp máy bay hạ cánh luôn nhằm phô trương sức mạnh. Cảnh sát sắp đến nên UCO và Tô gia đã xin phép đi trước, dù mong ngày nào đó được gặp lại cả hai. Khi vào thành phố, UCO lục lại đồ thì thấy tiền ông già cho mất sạch rồi đi giữa đường thì bắt gặp một cơn gió nguy hiểm và tô ra cho biết đó là trồn gió đột nhiên cậu bị tấn công và một cô gái đã xin cậu tha lỗi họ chỉ muốn kiểm tra trình độ của người sở hữu quái thương hai người kia đã dẫn cậu và tô ra đến một vùng núi và xin cậu giúp đỡ họ đều là yêu quái trồn gió và họ cần cậu giết người em út vì người đó đã chọn con đường hủy diệt cậu từ chối thì họ cho cậu thấy xác dân làng bị người em trai giết hại cô em út đã đưa tô ra ra ngoài vì nghĩ nó là loại quái cấp thấp chuyên đi bám đuôi chứ không hề biết nó là yêu quái nổi danh một thời người anh cả đã cho ucio biết trồn gió thường đe dọa con người để giữ họ tránh xa lãnh thổ nhưng người em trai thì đã phạm luật là giết người vô cớ cô em út che tô ra là đồ hèn nên mới đi theo quái thương nhưng nó thấy khó chịu nên đã nhào vô kiếm cơm nó phát hiện yêu khí nên phân tâm và bị cắt mất tay người em trai đó giờ đã tìm đến để nói lời từ biệt hắn ta hận con người vì ở đâu cũng bị con người đuổi đi gần đây còn có khu thi công nên hắn sẽ đi xử người ở đó. Nhận thấy quái thương ở đây thì hắn điên loạn tấn công. Hắn cho Ucio một đòn khiến cậu bất tỉnh, Tô Gia đã phải đuổi hắn đi và gọi hai người kia chữa cho Ucio. Vì chỉ nó mới được quyền ăn Ucio và ăn sống thì ngon hơn. Cậu được bôi thuốc và tỉnh dậy thì liền muốn đuổi theo vì tên đó sặc mùi thù hận, thấy Tô Gia bị đứt tay thì cậu băng lại cho nó. Lúc cả nhóm lên đường đến khu thi công, cô em út cho biết anh thứ trước đây rất hiền và chỉ mong muốn được sống với hai anh em ở ngọn núi này cho đến khi quê nhà bị con người phá hủy thì anh thứ đã thay đổi và hận thù con người hơn cả nhóm sau đó đã tìm được tên anh thứ và hắn tấn công trước khi thấy ucio còn sống hai anh em cố thuyết phục nhưng không thành nên ucio đã phải cầm thương đến giao chiến cậu cho hắn một nhát nên hắn đã cắt núi khiến đá sập xuống ucio và tô ra kẹt bên dưới còn hai anh em thì bị xe đè lên ucio muốn tô ra cứu hai anh em kia nhưng nó nhắc không nổi ucio cố thông não tên kia và cho rằng nếu hắn hận con người thì cứ lấy mạng cậu tô ra không cho phép nhưng cậu giờ mới hiểu cuộc sống cậu đang có là nhờ cướp đi cuộc sống của những người khác cậu cũng từng thích giàn sắt ở sân chơi cho đến khi nó bị dỡ đi bởi một đứa trẻ bị thương do đó nên cậu đồng cảm được với hắn ta đột nhiên công nhân tìm đến và ném đá vào tên trồn hắn nổi giận khiến một người làm rơi tàn thuốc lên xăng chảy ra cả đám chạy đi buộc tên trồn cũng phải quay lại để cứu gia đình u kêu cứu nên những công nhân đã quay lại giúp nâng chiếc xe lên họ sau đó thoát ra được hết và tên trồn đã tự lao vào giáo của u Hắn muốn đền tội cho những điều đã làm và cũng hy vọng anh em của hắn được hạnh phúc và kiếm được nơi ở mới. Trong lúc đó, nhiều người trong tổ chức của bố Ucio vẫn cay cú vì Ucio làm chủ quái thương, nhưng bố lão đây cho biết đức bà đã ra lệnh là họ phải chấp nhận Ucio vì cây giáo đã chọn cậu. Tối đó, cậu đã cùng Tô ra đi tắm nước nóng thì có phát hiện một cô gái, cô bị giật mình nên đã chạy đi. Lúc về nhà, ta biết cô là Saza và DEOC cái nhà này nhận nuôi để làm người giải trí cho vị thần trong nhà vị thần này ngửi thấy mùi người và yêu quái từ cô nên có vẻ cặp đôi đó sẽ giúp cả hai thoát khỏi đây ucio và tô ra sáng hôm đó đã đi tham quan xung quanh thì vô tình gặp lại saza cô suýt bị xe tông nên ucio đã ra cứu bà chủ quán gần đó đã cho ucio biết thêm về saza cậu đã đưa saza về nhà và cô có thể thấy được tô ra cô có thể chất khá yếu nên thường bị ngất như vậy lúc về đến nhà cha cô tìm đến và mắng chửi cô vì có thể chất yếu mà cứ hay ra ngoài để rồi làm hỏng thanh danh gia đình Usio nghe rất bực nên chẳng cần ông ta đuổi mà cậu sẽ tự đi nhưng sa ra xin cậu ở lại thêm nửa tiếng nữa cô đã dẫn cậu đi đến chỗ kết giới của vị thần kia cô kể về việc mẹ cô đã phải bảo vệ gia tộc này ra sao người gia tộc tóc trắng như cô và mẹ được xem là cầu nối giữa người và yêu còn về gia tộc này thì họ đã bẫy được một vị thần và vị thần đó đem lại tiền tài cho nhà này cậu sau đó đã được gặp vị thần đó đây là tọa phu đồng tử và vị thần này biết tô ra Cả hai đều bị bẫy như nhau và Tô ra biết nếu phá kết giới này thì sức mạnh bên ngoài sẽ tràn vào. Sa ra không chịu vì cô không muốn mất đi vị thần này. Nhưng tọa phu đồng tử đã quyết rồi, cha cô giờ cũng mò đến để cản UCO. Cậu phải chiến đấu và Sa ra thì cứ đứng chắn trước kết giới phong ấn. Tô ra quyết định sẽ xông vào kết giới và bảo vệ cho đồng tử và muốn Usio cứ phá đi. Thuyết phục Sa ra một lúc thì cô cũng quyết định sẽ không nhu nhược như mẹ cô nữa bất chấp việc gia đình này mà tiêu tan là cô cũng sẽ khổ cực nhưng cô sẵn sàng chấp nhận và để cậu chém đi phong ấn bị phá khiến đồng tử có thể về trời và cả cái nhà này cũng tiêu tan từ đây usio và tô sau đó đã ra về và tô ra cho cậu biết đồng tử vẫn sẽ dõi theo và giúp đỡ cho sa ra nên cậu khỏi lo những ngày đó ở nhà lúc này thì asako cứ luôn chán nản vì usio đi mà chẳng nói một lời asako có hẹn inoe qua ngủ chung vì bố mẹ inoe sắp đi du lịch một chuyến inoe thấy cô bạn cứ đờ đẫn vì usio đi mất ở trường cô vẫn đờ đẫn và ai gọi cũng chẳng để ý nên họ trêu chọc rằng cô là người yêu của usio cặp đôi dây cô cũng đến tìm usio thì nghe tin cậu đi mất cũng khá chán vì không chỉ asako mà đám con trai cũng chán khi thiếu usio chiều hôm đó cả hai đến nhà usio xem thử thì bố cậu cho biết là cậu đi giúp họ hàng asako ra về những vẫn cay vì usio đi mà chẳng nói một câu cậu lúc này đã ở lại nhà của hai anh em trồn đêm đó cậu thấy hình ảnh asako trong nước thì vào hỏi thử thì họ cho biết đó là kính chiếu thủy Họ đưa cậu và Tô ra đi gặp một trưởng lão yêu quái gương, ông ta sợ quái thương nên bỏ chạy thì Tô ra giữ lại. Cả hai cũng có quen biết nhau và vì Tô ra lẫn hai anh em nhờ thì ông đã chịu giúp Usio. Ông cho cậu xem về hôm hai cô bạn rủ nhau đến nhà chơi, cả hai có thấy chiếc gương mà bố Inoe mua và không nhận ra rằng đây là yêu quái. Lúc hai cô gái đang ngồi nói về kỷ niệm xưa lúc hai cô gái bị con chó lấy mất đồ thủ công thì Usio đã đi đánh nhau với chó để đòi lại. Con chó quay sang nhắm vào Asako thì cậu đã lao đến bảo vệ cô. Đột nhiên con quái trong gương xuất hiện và tóm Inoe vào trong, Ucio đã xin ông gương giúp cậu và ông cho cậu dùng bản thân làm lối đi đến chỗ Asako. Nhưng cậu chỉ có thời gian nửa tiếng để thoát ra nên cậu đã cùng Toraa và nhanh vào đến chỗ Asako rồi lao vào trong gương quỷ. Asako cũng bám theo và vẫn chưa nhận ra Ucio, cậu đã cùng Toraa tìm đến tên gương quỷ. Hắn hóa to lên để chiến đấu và bắn mấy con quái nhỏ về phía Toza. Nó gồng lên và phá tan mấy con nhỏ và lao đến cho Ucio nhất kích tất sát con quái và đưa cả hai cô bạn trở về. Cả hai đều nghĩ đây là giấc mơ và không nghĩ là bản thân đã được Ucio cứu. Ngày hôm sau, UCO đã quyết định tạm biệt hai anh em nhà trồn để rời đi. Cô em út xin lỗi Tô ra vì đã mạo phạm đến nó. Cô mới biết Tô ra là quái 2.000 tuổi và có sức mạnh rất lớn. Chính trưởng lão gương đã cho cô biết. Lúc rời đi, cả hai đã tìm đến trạm xe bus để lên đường. Tô Gia muốn xem xe bus là gì nên cũng lên theo, nghịch ngợm được 5 phút thì nó bảo chán. Đột nhiên nó im lặng và cây giáo cũng có phản ứng, Tô Gia cho biết quái đã mò đến và chúng nhắm vào cả hai. Quái lần này rất đông chứ không phải mỗi một hai con. Chiếc xe sau đó đã bị tấn công và rơi xuống vực, cả ra kịp nhưng cũng bị đám quái bao vây. Cậu và Tô Gia đã trốn lên núi thì vẫn bị bao vây ở đây. Chúng đều hận mẹ cậu nên giờ hận lây sang cậu lẫn cây thương. Vì quá đông nên cậu nhanh chóng bị bao vây, còn Tô ra chẳng thể làm gì đột nhiên quái thương đã kéo cậu đi ra khỏi đám quái. tô ra thì gặp lại một con quái cũng có tuổi đời và quen biết với nó. nó thấy tô ra hẳn phải thảm hại lắm thì mới đi theo quái thương. nhưng nó chỉ đi theo để canh lúc mà ăn thịt Ucio. còn cậu lúc này đã được quái thương đưa đến một đầm lầy và gặp một yêu quái hiền lành là Kappa. Kappa đã trị thương cho cậu và cho cậu biết đám quái không ghét cậu mà là ghét mẹ cậu. tương truyền rằng một nghìn năm trước có một cô gái đã đến đây và người đó lại là yêu quái có tài hóa trang yêu quái đó đã đi khắp nơi phá hoại không chỉ con người mà yêu quái cũng bị nó ra tay nó là bạch diện và nó đã chống lại cả liên minh yêu quái nhưng khi con người phát giác thì bạch diện đã rút lui yêu quái đều đuổi theo để ngăn nó hồi phục giờ mới tới phần mẹ cậu nhưng cậu chưa kịp nghe thì đã phải chạy đi vì quái đuổi đến thuốc của capa cũng có hiệu nghiệm chiều hôm đó cảnh sát đã đến giải quyết vụ xe bus chỉ tài xế mất mạng và xa ra cũng ở đây với đồng tử đồng tử thấy là đã có chuyện khi yêu quái đang cuồng loạn Hai anh em trồn cũng bị gọi đi nhưng họ sẵn sàng đấm kẻ nào hại đến Ucio, quay lại với Tô Gia, ta biết thêm về chuyện đã xảy ra. Lúc Bạch Diện bỏ đi thì Tô Gia đã chán mà bỏ đi chơi với kẻ sử dụng quái thương, việc thiếu đi Tô Gia đã khiến các yêu quái không ai chạm được vào Bạch Diện. Một phần là vì một người phụ nữ đã dựng lên kết giới quá mạnh để bảo vệ Bạch Diện, nhưng nó thắc mắc là việc này liên quan gì mẹ Ucio thì mới biết mẹ Ucio là thế hệ con cháu của người đã lập kết giới đó. Và nếu Ucio còn sống thì cậu vẫn sẽ bị yêu quái căm ghét nó không hiểu sao Tô Gia vốn ghét con người mà giờ lại mềm lòng với Usio. Nó thầy phiền nên mặc kệ cho họ làm gì thì làm. Họ chỉ cần Tô Gia không can thiệp là được. Usio giờ rất chật vật với đám quái vì chúng quá đông. Cậu thấy một ông lão bị lạc nên đã đến đưa ông chạy đi. Cậu đã giúp ông về lại thị trấn và kể ông nghe việc cậu đang gặp lúc này. Ông cũng tin cậu và cậu sau đó có ra về thì đám quái đã tìm đến thị trấn nên cậu đành lấy thân dụ chúng ra khỏi nơi này. Cậu kiệt sức khi chiến đấu với chúng và hai anh em chồn đã đến giúp cậu cả hai sẵn sàng liều mạng vì cậu tô gia lúc này đang suy nghĩ về quyết định hai anh em lúc này được cho cơ hội là giết UCO để sống nhưng họ không muốn bị xem rẻ nên đã liều mạng vì cậu nhưng tô gia đã đến cứu cả ba nó tuyên bố đây là mồi của nó ai không phục thì nhào vô kiếm ăn tô gia đã đưa cậu đến một khu vực có màn xương lạ cậu bị đưa đến một căn nhà khá lớn lúc bước vào thì có giọng nói đã gọi cậu đến cậu gặp lại tọa phu đồng tử và thần đã cho cậu gặp thống lĩnh yêu quái ở đây Ông sẽ trả lời hết nên mong cậu bình tĩnh. Lý do cậu bị nhắm vào là vì yêu quái ghét mẹ cậu. Tổ tiên của mẹ cậu đã lập kết giới để bảo vệ kẻ thù của họ, đó là Bạch Diện. Một kẻ giống hồ ly màu trắng với chín đuôi, họ đã đánh với Bạch Diện suốt 200 năm và khiến hắn trọng thương. Nhưng kết giới đã bảo vệ hắn là do một phụ nữ lập nên. Mẹ cậu là đời thứ ba đã kế thừa và duy trì kết giới đó, cậu giờ mới hiểu sao bản thân bị ghét. Cậu muốn biết lý do thì thì thống lĩnh cho rằng họ sẽ để cậu đi hỏi mẹ lý do họ bảo vệ cho Bạch Diện tọa phu đồng tử cho biết là họ có thể tạm tin usio và sẽ không động đến cậu cậu thấy đồ ăn ở đây thì nhận ra thống lĩnh là ông lão cậu đã giúp nhưng đúng lúc này thì tên có sừng kia tìm đến và không đồng ý nên tô ra sẽ đứng ra quyết đấu và nếu hắn thẳng thì cho hắn định đọa usio hai bên đã lao vào chiến đấu tô ra nhảy lên né thì bị cái sừng của hắn đánh rơi nó lấy gậy quật và dùng tay rắn kéo tô ra vào rồi đâm nó bằng sừng nó đã khè lửa lại và rồi thoát ra giật điện lại tên quái kia và rồi đấm đến khi hắn bại trận thì thôi uco được trả tự do còn tô ra thì được em út nhà trồn bôi thuốc chữa lành vết thương tô ra cho rằng bản thân giờ đã khác xưa cả tính cách lẫn cái tên vài ngày sau uco đã đến một thành phố nhưng bị lạc giữa đường vì sương mù quá dày đặc cậu đã gặp một con quái thì có một cô gái đã tìm đến giải quyết thay cô cho biết bản thân là một ứng viên được đào tạo để dùng quái thương cô ta bắt đầu chỉ ra những lỗi lầm của cậu trong những cuộc chiến gần đây lý do quá thuyết phục khiến cậu không cãi được mà đành giao thương ra cho cô lấy đi Tô ra thấy cậu thiếu sức sống thì cũng chẳng thiết ăn. Nhưng cậu sau một lúc suy nghĩ thì đã có lại tinh thần mà đi đòi lại cô gái kia không xài được thương vì không được nó chọn nên đánh quái không lại. Ucio đã đến dùng thương thay cô để đập vỡ mùng con quái. Biết được nó là thuộc hạ của Bạch Diện thì cậu muốn lấy thông tin từ nó. Cậu nhanh chóng bị nó tóm lại nên đã ném cây thương về phía cô gái kia và để Tô ra đến cứu lần nữa. Nó khiến con quái thả cậu ra thì cậu gọi thương quay lại và bay đến một nhát chém tan con quái. Cậu đã trả đồ cho cô gái kia và cô tạm chấp nhận cậu là chủ của cây thương và cảnh báo cậu về các ứng viên khác. Sáng hôm sau, cậu lên đường và không hiểu sao cây thương lại chọn cậu trong khi có nhiều người giỏi hơn. Tô ra cố bịa lời để dụ cậu. Đột nhiên cậu gặp một anh trai ở đây. Anh ta có một chiếc xe máy mà cậu nhìn thì rất thích. Nhưng vì còn phải lên xe đi tiếp nên cậu tạm biệt anh ta để rời đi. Tô ra đi theo và nhận ra kẻ kia không bình thường. Nhìn có vẻ đang muốn va chạm nên nó quay lại đấu. Trong lúc đó, đám quái của bạch diện đã xâm nhập vào xe để gài bẫy ucio ucio gọi tô ra quay lại nhưng nó muốn đánh nhau hơn và nhận ra anh trai này là một ứng viên của quái thương nhưng anh ta thích đánh với tô ra hơn cây thương hai bên đã bắt đầu và xét của tô ra bị anh ta khắc chế trong một chiêu nó phun lửa thì anh ta nhảy lên dí đầu lại và ghim vào tay một cái cọc có khả năng làm suy yếu tô ra nó cố chống trả thì bị găm thêm ba cái nữa cho đủ cả tứ chi anh ta không hiểu sao Tô Gia Cứ bám lấy Ucio dù nó đã có thể tự do và còn nhiều lần cứu mạng cả Ucio lẫn kẻ thù. Vài người nghĩ nó đã thay đổi nhưng anh ta không tin và vẫn gọi nó là quái vật nên nó đã tự kéo đứt tứ chi và dùng tóc để di chuyển đến đánh bại anh ta. Nó đã dùng tóc nối tứ chi lại và sau đó rời đi. Xe Ucio ngồi lúc này cũng đã có chuyện, cả xe bị mất lái và còn mất cả phanh. Ucio sau đó đã bắt đầu thấy cây giáo rung lên và đám quái cũng đã bắt đầu lộng hành và tấn công người trên xe buộc cậu phải ra tay tô ra thì đang lần theo và anh trai tóc vàng không muốn bỏ qua vụ này nên đã phóng xe đi trước ucio lúc này đã phá cửa sổ để cố thoát ra ngoài nhưng xe đi với tốc độ quá nhanh xe trên đường bị húc văng hết lúc đang bí thì anh trai ứng viên và tô ra đã đuổi đến nghe việc cậu muốn cứu những hành khách khác thì anh trai nghĩ ra ý tưởng và cần tô ra giúp anh nhờ ucio nói tất cả ra giữa xe xong việc thì cắt đi phần đuôi và phần đầu xe để tô ra làm phép đẩy hết khách ra ngoài rồi anh trai sẽ làm kết giới để đỡ lấy nhưng uco vừa đưa được khách ra thì cậu đã bị quái giữ lại xe thì vẫn chạy và hướng đến hành khách nhưng tô ra muốn để cậu tự xử cây giáo đã cho cậu mượn sức mạnh và chém mất nửa chiếc xe cậu đã đâm giáo xuống đất để phanh xe lại cậu hạ được con quái lẫn dừng được xe nhưng cậu cho rằng bản thân là lỗi khiến cho mọi người gặp nguy hiểm anh trai ứng viên kia đã đến đón cậu và cho cậu đi nhờ nếu cần cậu đã lên xe đi chung và giữa đường đã gặp năm người áo đen anh ta cho biết đây cũng là các ứng viên dự bị người ở giữa là em gái anh ta và họ đang phải đi tìm người anh cả anh ta cũng là một trong các ứng viên xuất sắc anh ta nghe tin ucio đã làm chủ quái thương thì thay đổi rất khác và mất tích đã hai tuần nay vừa nhắc xong thì người anh cả đó đã xuất hiện và mang theo một con yêu quái hiển nhiên là anh ta nhắm vào cậu lẫn cây quái thương mà cậu sử dụng ucio bị con quái tóm được và hút lấy những người khác cố lao vào nhưng đánh không lại buộc tô ra lại phải cứu con mồi của nó ucio đã dùng đến cây giáo và chém hạ con quái mà người anh cả mang đến anh ta cũng chịu ảnh hưởng tồi tệ gì đó nên đã bỏ chạy tô ra biết anh ta đã bi yêu quái ám và con quái đã ám chính là mấy con quái nhỏ do bạch diện thả ra kia cả nhóm ứng viên dự bị sau đó đều bám theo UCO vì muốn cứu người anh cả đó cậu hỏi tô ra cách đuổi quái thì nó chịu cậu nảy ra một ý tưởng và sau đó đã dừng ở nhà vệ sinh công cộng và dùng gương để gọi đến cho trưởng lão gương cậu nhờ ông làm cầu nối để gọi cho thống lĩnh yêu quái và được biết quái của bạch diện thì phải đuổi từ bên trong cụ thể là lúc ucio sang dạng tóc dài thì cậu gần như đã là yêu quái và phải tốn rất nhiều sức để cậu vào trong cơ thể người anh đó và đuổi quái ra tối đó ucio ngồi suy nghĩ về lời mà thống lĩnh đã nói anh trai ứng viên đã cho cậu biết về việc anh cả trước đây đã có thể đánh bại cả quái cấp cao nhưng tính cách như vậy phần nào là do cô em gái đây mà ra dù cứu cô nhưng cô lại thấy anh cả đáng sợ thay vì cảm ơn vừa nhắc xong thì anh ta mò đến với hai con rết anh ta trói tô ra lại và đánh bay thương của ucio cô em gái đã đứng ra giữ anh trai lại định ra tay thì ucio ném đến một thương anh ta dần lấy lại nhân tính và không thể chấp nhận điều bản thân đã làm anh ta đã tự gieo mình xuống vực nhưng ucio đã ném thương đi để giữ lại họ sau đó đã kéo được anh ta lên và ucio tự hỏi một đời con trai liệu có được bao nhiêu lần giúp đỡ một cô gái đang khóc và cậu đã quyết định sẽ làm liều vào trong cơ thể người anh cả để đá con quái ra ngoài Cậu biết việc này nguy hiểm vì thống lĩnh đã cảnh báo rằng việc nhập vào cần nhiều sức mạnh và cậu sẽ đẩy nhanh quá trình cây thương biến cậu thành yêu quái. Cậu nhờ anh trai ứng viên đây giúp nhưng anh ta đã thử xem quyết tâm của cậu đến đâu rồi mới để cậu đi, còn cây thương thì anh ta sẽ không lấy vì ghét xài đồ cũ. Trưởng lão gương sau đó có gửi đến cho cậu một người dẫn đường. Đó là Izuma, một con quái giỏi trong việc nhập xác. Nó khá cục tính nhưng gặp Tô thì cũng rén. Tô muốn chắc chắn là Usio sẵn sàng, sau một hồi lưỡng lự thì nó cũng đi theo để nếu cậu hóa thành yêu quái là nó ăn luôn. Cả ba sau đó chui thẳng vào người anh cả và thấy được cơ thể bên trong nó khá thực tế so với thứ gọi là nhập hồn. Từ cơ nội tạng và mấy thứ khác, cả ba đã chạm mặt đàn quái và mục tiêu sẽ là đến chỗ quả tim. Cô em gái ngoài kia thì không tin tưởng lắm UCO nhưng anh trai ứng viên đây cho rằng UCO dù chỉ là học sinh trung học nhưng lại vô tình bị quái thương chọn. Đáng ra cậu có thể mặc kệ mà sống nhưng cậu đã chọn chịu trách nhiệm với cây thương và cả với sứ mạnh đánh bại bạch diện. Trong lúc đó, cả nhóm đã bị mạch máu trói lại và Tô Gia đã dùng điện khiến mạch máu bị tổn thương. UCO đã phải để cho cây giáo tự đi xử lý con quái. Cậu thành công tiêu diệt nó và tay đã bắt đầu hóa quái. Tô Gia định chén luôn thì đã lưỡng lự và quyết định cùng cậu ra ngoài qua não. Nhưng trên này vẫn còn nhiều nên UCO quyết định bất chấp hậu quả với cơ thể mà đánh. Cô em gái ngoài kia đã chấp nhận tin tưởng UCO và bất chấp giữ người anh trai lại dù có bị đánh ra sao. UCO thì cũng đã bị biến đổi luôn tay còn lại cậu quyết không bỏ cuộc và đã chạm mặt được kẻ cầm đầu đám quái này hắn đã cho cậu thấy hình dạng thật của bạch diện khiến cậu sợ hãi mà không đứng nổi izuma đã lao ra đỡ cho cậu một đòn và giúp cậu lấy lại được ý chí chiến đấu tô ra thấy họ đã đến mắt thì gọi cô em gái chuẩn bị chiêu đánh vào giữa mắt và họ sẽ dụ tên yêu quái đến vị trí đó cả hai đã cố ý diễn kịch như là đang chạy thì vừa ra đến gần mắt con quái đã nhận ra và quay lại thì izuma đã lao đến đẩy hắn quay lại và bất chấp việc sẽ chết chung ucio không chấp nhận nên đã dùng hết sức từ quái thương mà lao đến nhất kích tất sát tên quái anh cả giờ mới tỉnh lại và thấy hổ thạnh khi ghen tị với ucio và rồi bị quái xâm chiếm nước mắt vừa rơi thì nhóm ucio đã tận dụng nó như lối thoát và ra được bên ngoài nhưng đúng lúc này thì cậu đã bắt đầu chuyển biến tệ hơn vì đã lạm dụng quá sức của quái thương cậu mất hoàn toàn lý trí và biến thành một yêu quái lao đến tấn công toza trong lúc đó đời đầu tiên của người tạo kết giới cho bạch diện đã đến gặp đức bà và cho biết ucio đã thành quái và chưa từng có ai thành quái mà về lại làm người nhưng cách thì vẫn có đó là sử dụng những chiếc lược một trong số những chiếc lược là do mẹ ucio để lại cho cậu đệ nhất đã đi tìm thêm những cô gái mà ucio đã từng giúp đỡ vì họ đều là những cô gái giữ lược cha ucio sẽ là người làm pháp trận để đưa cậu về lại bình thường nhưng cô gái đã được đệ nhất giải thích về điều cần làm đó là họ sẽ phải dùng lược phép mà mẹ ucio để lại để trải tóc cho cậu Họ đều được cho biết UCO là chủ nhân của quái thương và đã đi khắp nơi để trừ yêu. Ai nấy nghe xong thì đều nhanh chóng lên đường và đã cùng nhau đến sân bay. Bố UCO đã đích thân đến đón họ bằng trực thăng. Nhóm ứng viên đã đi gặp cô gái ứng viên mà UCO đã chạm mặt đầu tiên và cô cho biết là UCO cần đi vào một hang động. Trong lúc đó, UCO đang bị giam trong chính cơ thể và cậu cố chống cự để nó không hại đến con người. Bạch Diện cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội mà cho toàn quân ra diệt bằng được UCO cậu lúc này đã gặp được người đã rèn ra quái thương ông ta cho biết trước cậu thì đã rất nhiều chủ sở hữu đã bị quái thương tha hóa và trở thành yêu quái ông ta rèn ra cây thương để diệt bạch diện nhưng giờ ông ta cũng không nhớ rõ lý do ghét hắn nữa trong lúc đó những người từng được uco giúp đều đã tập hợp lại với cha cậu đám quái cũng đang hướng đến đây chứng tỏ uco cũng vậy cha uco đã chia nhiệm vụ cho từng người và anh cả ứng viên muốn được đền đáp ơn cứu mạng của uco Chiếc lực thì nhờ Tô ra lấy giúp và các cô gái phải ưu tiên mạng mình hơn việc cứu Ushio. Nhưng nếu có cơ hội thì hãy giúp ông. Tô ra đến nơi và tìm được Ushio thì Izuma đã lao xuống cướp lấy cái lực thay cho Tô ra. Các ứng viên và cha của Ushio đã bắt đầu lập kết giới để chặn đám quái lại. Còn Izuma thì dẫn Ushio đến chỗ các cô gái. Dây cô sung phong chảy đầu tiên. Cô đã từng bị cậu đâm một lần và còn sống nên lần này cũng chẳng sợ. Dù bị hất ra nhưng cô vẫn kéo một đường lược và thành công. Uchiyo đã lao đến bốn người kia và Toya đã cản lại thì bị cho một đâm. Asako cũng vì lao vào giữ lại mà bị cậu hất ra và bị thương. Cô gái ứng viên lần trước đã trói chân Uchiyo lại và Saaya đã đi lượt thứ hai. Cô quý Uchiyo vì cậu đã giúp một người chỉ luôn cúi đầu như cô được làm lại cuộc đời. ra thành công lượt hai và Inoue muốn đi lượt tiếp theo nhưng kết giới trói chân bị vỡ nên cậu đã lao đến chỗ cái lực thì Toya phải dùng xét chặn lại. Tô ra đưa hai cô gái đi và hai nữ ứng viên giờ đã chịu hợp lực với nhau để giữ Usio lại. Du đã nhận đi lượt thứ ba thay cho Inoe và nếu ai không nhớ thì Du ở vụ máy bay nhá. Vì cô chạy rất nhanh nên lúc cô chạy qua thì hai ứng viên đã hạ kết giới để cô kéo được một đường tóc nữa của Usio. Cậu đã lấy lại được ý thức trong giây lát trước khi lại bị chiếm lấy và bỏ đi, còn lại hai cô bạn thân nhất của Usio. Thấy cả hai có vẻ hậu đậu nên Tô ra quyết định mang cả hai đi luôn cho lẹ. Bên kết giới thì cũng đã sắp kiệt quệ nhưng anh cả đã gọi ra mấy con quái thuần phục để ăn bớt nhằm câu thêm thời gian sau khi suy xét thì các cô gái biết ucio đang đến một cái hang và đệ nhất đã xuất hiện chỉ đường cô cho biết cái hang đó là nơi ẩn náu của bạch diện và người sử dụng quái thương nào cũng sẽ lần theo mùi bạch diện để mò đến họ đã đến trước và chờ ucio tô ra suy nghĩ là nên đi theo phương án nào để có cái ăn một là ăn inoe hai là ăn ucio và nó quyết định cứu ucio để ăn cả hai luôn Ushio đã tìm đến và cậu người được mùi bạch diện nên lao thẳng đến tấn công cả Inoe. Toza phóng xét thì bị cậu ném trả buộc Inoe phải lấy lực ra đỡ và bị thổi bay. Toza phải lao xuống núi cứu cô và lao đến để Ushio đâm nhằm giữ cậu lại cho Inoe trải. Trong lúc đó, cha của Ushio và các ứng viên đã lui về nơi hẹp hơn để răng kết giới. Đám quái đã tìm đến chỗ của nhóm Ushio nhưng bị giữ lại bởi bùa của Phil. Anh cho họ 3 phút để Asako trải nốt trước khi quái tràn vào đệ nhất đã đến gặp người rèn ra quái thương vì đó là anh trai cô cô đã thuyết phục được anh trai vài giây để asako đến trải nốt nhưng ucio vẫn chưa trở lại và định lao vào hang buộc cô phải ôm cậu xuống núi cô đã dùng tình cảm để đưa ucio trở về kết giới của phiêu vừa mất thì ucio đã về kịp và chém tan đàn quái cậu leo lên lưng tô ra và tiếp tục chiến đấu tô ra cười khoái chí vì con mồi của nó đã thực sự trở lại ucio muốn tô ra phóng xét vào thương để cậu phân tán ra nhờ chiêu kết hợp đó mà cả hai đã diệt hết được số quái đông đúc. cậu sau đó đã kiệt sức và cho biết bản thân đã mơ thấy nhiều thứ khi kẹt trong thương nhất là hình ảnh các cô gái đã dồn hết sức để giúp cậu. cậu không nhận ra họ đều ở đây và mong được gặp lại. cậu sau đó vẫn muốn vào hang nên tô ra đành đi theo. các cô gái cũng ra về vì không muốn UCO nhận ra cậu đã cố tấn công họ để rồi tự trách bản thân. cậu sau đó đã vào hang và đến một căn nhà cây thương rung lên và kéo cậu vào trong. Cả hai bắt gặp phần cơ thể bị phơi khô của Bạch Diện và hắn trốn trong đó chứ chưa chết. Một con yêu quái đã xuất hiện và nó biết danh tính cả hai, nó có thể du hành thời gian và muốn cho cả hai thấy được thời điểm cây thương được tạo ra. Nó cho biết tầm 800 năm trước, yêu quái và con người đã phải liên thủ để chống lại Bạch Diện, hắn đã phải phân tán ra để tháo chạy và các phần khác thì đã bị tiêu diệt nên giờ chỉ còn một phần cuối ở đây. Lý do họ không diệt hẳn là vì không đủ sức nếu không có quái thương đệ nhất lúc đó là âm dương sư mạnh mẽ đã phải lập kết giới để giam cầm bạch diện ngăn không cho nó thoát ra và đợi đến khi quái thương tái xuất thì phong ấn sẽ mở để quái thương xử lý nốt cậu chưa hiểu gì sất nên nó đã mở cổng và thả cậu về lại 2000 năm trước để cậu tự tìm hiểu cậu gặp được người giống như inoe nhưng thực ra đây chính là khiết mai và là đệ nhất của gia tộc canh giữ phong ấn tô ra thấy trong thành này có mùi ám khí nồng nặc nên gọi uco đi vì quái đang kéo đến rất đông Tô Gia đã phải xử lý vì thời này quái thương chưa xuất hiện nên cậu không có vũ khí để chiến đấu. Khiết Mai thấy cậu xử được yêu quái thì đã mời cậu về nhà và mẹ cô cho cậu biết về việc hoàng đế trước. Đây đã mơ thấy việc bạch diện tàn phá khắp nơi và nghi ngờ nô tỳ trong cung nên đã xử tử hết. Vua cũng cho làm ra vũ khí diệt yêu và những thợ rèn giỏi nhất đã phải kiên trì làm việc, cha và anh trai nghĩa long của cô là hai trong số đó. Ucio nhớ ra Nghĩa Long chính là người đã chiếm xác cậu nghĩa long vừa đi du học về thì cho biết tin đồn bạch diện đang ở gần đây nên cả hai cha con đã lao đầu vào rèn kiếm sáng hôm sau tiếng rèn vẫn còn đó và khiết mai cho biết nhà cô từng là thợ rèn hoàng gia nhưng họ hàng đã có ý tạo phản nên cả gia tộc bị tru di nhà cô may mắn thoát nên giờ muốn tạo ra vũ khí để vua tha tội và hai cha con giờ mới ra nhưng thương thì đã thành hình nhưng gãy vỡ liên tục mẹ đã lấy tóc đưa cho nghĩa long vì anh đi học được chiêu cấm và đòi hỏi phải có tóc nữ nhân hai cha con sau đó đã hòa tóc vào cây thương phần mũi giáo đã hoàn thành và nó bây giờ chỉ là cây kiếm cả nhà đã đi dâng vua cùng các thợ rèn khác và tô ra cứ hậm hực vì có sự hiện diện của bạch diện tại đây bạch diện thấy những kẻ ngu xuẩn quá nhiều nên đã tự lộ nguyên hình và xem thử mấy thanh sắt cùn này thì làm được gì nó cả trăm cây bị đánh gãy trong một đòn và cha của hai anh em đã tử nạn vì tự ti về uy lực của thanh kiếm ucio chóng ngợp trước bạch diện nên tô ra phải gọi cậu chạy đi cậu cố đưa cả nhà khiết mai chạy đi nhưng chật tay mất người mẹ và khiến bà cũng ra đi cậu tức giận cầm giáo lao đến nhưng vẫn đứng hình trước ánh mắt sắc lạnh của bạch diện nó bắt đầu khạc nhổ bừa bãi và tô ra cứ phải đứng ra gánh còng lưng bạch diện cứ thế phá hủy cả kinh đô rồi bỏ đi tối đó khiết mai đã phần nào nhận ra chuyện xảy ra với cha mẹ và UCO cũng để cô nằm nghỉ cậu đi tìm nghĩa long và anh đang tự dần vặt bản thân bất tài cậu đã động viên rằng chính anh là người sẽ tạo ra thứ vũ khí giết được bạch diện anh ta biết còn một cách tà giáo đó là hiến tế và khiết mai đã tự lấy bản thân để hiến tế vào lò lửa không ai đồng ý nhưng usio đã không kịp để đỡ lấy cô và rồi trơ mắt nhìn cô bị thiêu cháy nghĩa long chẳng còn gì trên đời nữa nên đã hóa quỷ và cắm đầu vào rèn quái thương mỗi nhát búa là một nỗi uất hận anh dồn vào trong cây thương tô ra muốn cậu đứng nhìn và nghĩa long rất cảm tạ usio vì cậu đã liều mình cứu anh và gia đình anh muốn bản thân sẽ trở thành con quỷ trong cây thương và cùng cậu chiến đấu một ngày nào đó rèn xong thì toàn bộ cơ thể nghĩa long cũng đã hòa làm một với cây thương khiết mai làm lưỡi nghĩa long làm cán cây thương này cũng khắc lên cái tên của UCO và rồi bay đi. Khiết Mai và con quái du hành giờ mới đến và cho cậu xem khoảng thời gian sau đó. Cây thương đã đi khắp nơi tìm bạch diện và chút hết bất hận lên yêu quái vô tội. Toàn bộ quái trên Trung Hoa đã hợp sức phong ấn cây thương và từ đó mới có sợi dây đỏ. Khiết Mai đã đi tìm bạch diện để chờ cây giáo đến xử lý hắn. Chỉ như vậy thì Nghĩa Long mới được siêu thoát. Cô đã đầu thai đến Nhật và chạm mặt bạch diện ở trận chiến 800 năm trước. Nhưng hắn đã khôn lỏi khi trốn đến cột trụ của nước Nhật nếu nó tách ra khỏi đây thì nước nhật sẽ sụp đổ trong nước cô đã phải dựng kết giới để những yêu quái khác không phá đám cô đã liên tục canh giữ kết giới và khi một đời kiệt sức thì cô sẽ đi kiếm đời tiếp theo để canh giữ tiếp đời hai kiệt sức thì mới đến mẹ cậu là đời thứ ba vì mẹ cậu mơ thấy việc sẽ sinh ra người làm chủ quái thương nên khiết mai đã để cô ra ngoài trong hai năm và từ đó mới sinh ra cậu con quái du hành sau đó đưa tất cả trở về và hẹn gặp cậu ở trận chiến cuối cùng Khiết Mai cũng đã trở về và UCO biết bản thân không còn đường lui nên quyết định sẽ cùng cây giáo trở về để chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực sự chạm mặt bạch diện lúc trở về. UCO đã quay lại đi học. Inoer giờ đã thân hơn với Toza và thường mua bánh cho ông ta ăn. Trên đường về, cả nhóm có gặp một đứa nhóc đang ngồi xem kiến và sắp bị xe đâm. UCO lao đến cứu và đạp chết mất hai con kiến. Và bằng cách nào đó đứa nhóc lại biết tên cậu. Lúc trở về, Toza cảm thấy có gì đó không ổn với đứa nhóc đó vì trong cặp có mùi rất giống cây thương. Cả hai cảm nhận được bất thường và đột nhiên bị tấn công. Cả hai ra ngoài thì cậu nhóc chờ ở đây và nó là Kizio, một ứng viên của quái thương. Trong lúc đó, cha cậu đã đi gặp đức bà và bà đã sống 400 năm chỉ để chờ đến lúc được gặp Ucio. Ai không biết thì đức bà đây chính là đệ nhị. Đột nhiên có mùi ám khí và ở ngoài kia, kẻ mệnh danh là sứ giả của Bạch Diện đã phá kết giới để xông vào. Ucio thì thắc mắc lý do mà một ứng viên nữa lại đến tìm cậu. Kizio đến tìm là vì muốn cậu từ giờ không cần chiến đấu nữa mà lưỡi hái của cậu nhóc và thủ vệ của cậu ta sẽ gánh vác sứ mệnh thay cậu, giao đấu thử thì tô ra có vẻ đuối hơn. Cha cậu đến rước cả hai đi về để chiến đấu vì không có quái thương thì chẳng làm gì được. Kizio cũng đi theo, lúc đến nơi, Usio được đưa đi gặp đức bà và cậu nhận thấy bà rất tốt bụng. Nhờ gặp cậu mà bà phần nào nhớ lại được về hai người con bà từng có trước khi đi canh giữ phong ấn. Cậu cũng chưa từng gặp mẹ nên hy vọng mẹ cũng sẽ tốt như bà. Cậu sau đó đã ra ngoài chiến đấu và bà thì đã hoàn thành được nguyện vọng cuối của cuộc đời. Tô ra lúc này đang bị hộ vệ của Kizio giữ lại không cho vào cuộc. Ucio ra ngoài và cầm thương lao đến sứ giả. Nhưng cậu không hề biết nó có khả năng phản lại đòn tấn công nên bị thương bởi chính đòn của cậu. Đức bà đã buộc phải ra trận. Bà dồn hết sức mình có để hóa đá sứ giả. Kizio giờ mới vác cái mặt ra ăn hôi. Còn cả hội thì đã kéo đến chỗ đức bà xem tình hình ra sao. Trước khi ra đi, bà muốn tất cả đừng khóc và bà tin cậu sẽ là người đánh bại bạch diện. Bà đã đi với đệ nhất và về trời. Kizio thì trở thành kẻ ăn hôi chiến công nhưng lại được nhiều người trầm trồ. Ucio thì vẫn chưa thể hết cơn sốc sau sự ra đi của đức bà. Cậu lại tự trách bản thân vì yếu đuối mà khiến đức bà phải bảo vệ rồi ra đi. Toza đã khích đều cậu và đòi ăn thịt để ép cậu phải chiến đấu. Nó chê cậu quá yếu khiến cậu buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn và bỏ thương ra để đấm vào mặt nó. Toza chán cậu nên bỏ đi và sẽ về khi cậu mạnh hơn. Trong đó cha cậu và Pháp Tăng đã bắt đầu lo ngại về Kizio vì cậu nhóc ở trường phái chống đối quái thương. Đúng lúc này thì Kizio đã cùng 10 người khác đến để lấy cây thương đi, 10 người kia đã khống chế cậu lại. Nhưng cậu vẫn thoát được nên Kizio đã lấy sợi dây phong ấn quái thương để lôi quái thương trở về, cậu nhóc muốn phá hủy hoàn toàn quái thương. Tô ra lúc này đã gặp lại anh trai đi xe và nghe về tình trạng của Ucio lúc này. Anh ta cho rằng Tô gia cứ than vãn nhưng ở cạnh Ucio thì vẫn thấy thú vị. Cô gái ứng viên đã tìm đến UCO và giúp cậu thoát ra khỏi phép từ Kizio. Cô đưa cậu về gặp Pháp Tăng và ông cho biết 16 năm trước. Một thầy Pháp chuyên tạo ra Pháp khí đã nuôi mong muốn tạo ra vũ khí mạnh hơn quái thương vì đã sa ngã nên ông ta bị trục xuất. Hai năm trước, ông ta quay lại và mang theo Kizio cùng với chiếc lưỡi hái. Họ đã sai lầm khi để cậu nhóc làm ứng viên và họ sẽ chịu trách nhiệm lấy lại quái thương. Trong lúc đó, Tô Gia và anh trai tóc vàng đã đi đến nơi mà Kizio được sinh ra để tìm thử. Cả hai chạm mặt mấy con quái được sinh ra từ ống nghiệm và tô ra chỉ một chiêu là tiễn chúng đi. Cả hai tiến dần vào trong còn Ucio và cô gái ứng viên đây cũng đã đến bằng trực thăng rồi nhảy xuống. Còn Tô Gia và anh tóc vàng đã tìm được một căn phòng chứa đến cả trăm cây lưỡi hái nhưng không hiểu sao cây mà Kizio dùng thì khác biệt hơn hẳn. Tô Gia phá tường và cả hai phát hiện ra xác của tên thầy Pháp sa ngã kia đã chết. Còn Ushio và cô ứng viên thì tìm được nhật ký của lão ta và biết ông ta đã cố gắng chế tạo ra nhiều thứ và thứ thành công duy nhất là con hộ vệ. Lưỡi hái thì do một cô gái có cặp mắt như bạch diện giúp chế tạo. Cô ta tiêm vào đầu ông suy nghĩ là phải phá hủy quái thương bằng cách dùng vải đỏ phong ấn và nhúng vào thủy ngân. Ushio và Toza đã gặp lại nhau và Toza cùng anh tóc vàng đang phải chiến đấu với một con gỡ lem canh phòng. Cả nhóm trốn vào căn phòng gần đó. Cô ứng viên đưa Ucio đọc tiếp cuốn sách và biết ông ta cùng cô gái kia đã tạo ra Kizio từ thí nghiệm và Kizio được tạo ra là để sử dụng cái lưỡi hái. Ông ta bắt đầu gây sợ cô gái kia sau những thí nghiệm này. Hai ứng viên đã nhờ Ucio đi lấy lại giáo vì họ đã bị thương ở chân và không đi được nữa. Cả hai chạm mặt con hộ vệ và nó đã khóa chặt tô ra bằng đống gai. Ucio cũng bị đánh bay và cậu vẫn cố giải thoát cho tô ra. Thấy hơi bực nên tô ra tự thoát ra và rồi chê bai Kizio éo bao giờ có tuổi với Ucio cậu đã được cho vào trước nhưng trước quá nhiều kẻ có pháp lực thì cậu chỉ bất lực nhìn cô ả à đáng sợ kia thả quái thương vào thủy ngân cô ta vui mừng vì quái thương đã bị phá hủy cha usio đã đến và đánh cho cô ta lộ nguyên hình và cô ta là một phân thân của bạch diện vì việc phá hủy đã hoàn thành nên giờ cũng chẳng cần giấu làm gì Kizio bị sốc vì bản thân sau cùng chỉ là công cụ của mụ ta usio đã chạy đến chỗ cây thương nhưng thủy ngân đã đông đặc khuôn mặt nghĩa long hiện lên hỏi cậu có sẵn sàng bán linh hồn để cùng anh ta chiến đấu hay không chỉ khi nào anh ta siêu thoát thì cậu mới được tự do. Chưa kịp trả lời cậu đã bị Ả à Bạch Diện kéo đi, cậu đã gọi thương và nó đã từ trong đống thủy ngân bay ra. Cậu lao đến đâm Ả à Ta thì Ả à gọi Con Gỡ Lem đến và dùng mạng của hai ứng viên uy hiếp cậu. Họ cho cậu biết điểm yếu nằm ở chữ E trên đầu Gỡ Lem. Bạch Diện muốn lấy mạng cậu đổi nên cậu chấp nhận. Hai người kia không chịu và tính niệm chú tự hủy. Ả à đã chiếu tia về phía cậu thì cậu lấy thương chặn lại và đánh trả. Ả à Ta cố cầu cứu kizio thì cậu nhóc đã đi đánh nhau với Ucio à định chạy thì cha cậu đang răng kết giới. À ta quyết kéo người chết chung thì Kizio đã phải ra tay và rồi cho à ra đi. Cậu nhóc bắt đầu điên loạn nên Ucio đã phải thông não và để cậu nhóc rời đi. Cha cậu cho rằng cậu nhóc sẽ cần thời gian để chấp nhận mọi thứ. Ucio sau đó đã trở về và tô ra thấy cậu đã đáng để ăn hơn trước, vài ngày sau. Vì ăn bậy bạ nên Ucio bị bội thực và phải ôm bồn cầu nên tô ra chán nên qua nhà Inoe chơi với tiện thể có dịp thì thịt luôn. Hai cô bạn lúc này đang bàn với nhau. Asako sẽ qua chăm sóc Uchiu, còn Inoe thấy cô có thư mời đi ăn nên đành hủy hẹn với Toza. Ông ta ngửi thấy mùi yêu quái trên thư nên vào nhà và không chi Inoe đi. Nhưng cô cho nó một cái bánh xem như đền bù và Toza mải ăn mà quên mất việc cản nên nó đành biến hình thành Inoe để bám theo. Cô lúc này đến nơi thì nhận thấy bản thân chỉ đi một mình. Cô được đưa vào một cuộc khảo sát. Còn Toza giờ cũng đã mò đến. Inoe bị hỏi một câu và cô thấy hơi khó để trả lời nên sắp bị hù não. Tô Gia đã đến cứu cô và bên kia đã nói ra câu hỏi là tại sao con người chết lại có nhiều cảm xúc khác nhau. Từ sợ hãi oán giận cho đến kẻ sẵn sàng cười vào cái chết, nó mặc kệ câu hỏi mà quật hai người kia đi và mang Inoe trốn đi. Nó thấy cô bị thương nhưng cô để ý đến bộ váy cưới này hơn. Cô mặc thử và muốn làm cô dâu của Usio. Nhưng cô vẫn muốn nhiều người khác nên Tô Gia đã đã cho rằng con người là phải đặt bản thân trên tất thảy. Nó thấy người như cô và Usio toàn là người vì người khác mà không màng đến bản thân và làm vậy thì có ích gì. Nhưng cô đã học điều này từ Ucio khi được cậu giúp lấy chiếc mũ từ dưới bùn lầy và quyết được trở nên giống như cậu. Cô sau đó đã đòi làm lễ cưới với Toza nhưng cả hai bị phát hiện giữa chừng. Gia biết một tên là rắn một tên là cóc nên trốn vào tủ, và sau đó biến thành hai Inoe và chạy ra hai hướng, tên rắn đuổi theo và đòi câu trả lời nhưng đây là Gia. Inoe thật bị tên cóc chặn đường thoát và hắn vẫn muốn câu trả lời ra đã tìm đến và tên rắn cố kêu cứu nhưng bọn này không hiểu việc giúp nhau có tác dụng gì nên cứ kệ đồng đội bị giết. ra sau đó lao vào cứu Inoe nhưng một người vô tội sắp rơi nên cô đã đến cứu. Tên cóc tóm lấy cô và cô cũng có câu trả lời cho hắn. Cô nhảy xuống khiến hắn phần nào nhận ra câu trả lời là do sự vô tri của con người khi bị cảm xúc chi phối. ra xử nốt hắn rồi cứu Inoe. Nó sau đó đã đưa cô về nhà Ucio và bị cậu hiểu lầm. Việc được Tô ra cứu liên tục khiến cô đã dành tình cảm cho Tô ra thay vì Ushio như trước đây. Vài ngày sau đó, Ushio và Tô ra sáng ra lại gây lộn và Asako đã phải xem vào ngăn cản cả hai. Tô ra thấy cô không hề tầm thường nên lại bỏ đi. Ushio sau đó đã đi đến trường với Asako thì đã có một tổ chức nhắm vào cậu và quái thương. Cả hai bị bao vây và Ushio muốn cô về báo cho cha cậu. Một mình cậu ở lại đã bị bắn thuốc mê và bắt đi. Trong lúc đó, ông đã gặp mặt ông chú của Du từng làm phi công ngày trước ông đến để tham gia vào ban quản lý thảm họa này theo điều tra thì ông chú điều tra được có một tổ chức đang tạo phản asako lúc này đã bị tóm thì Gia đã đến cứu cô usio tỉnh dậy thì biết đám này chính là tổ chức tạo phản muốn dùng khoa học để nghiên cứu cậu nhằm tạo ra vũ khí chống bạch diện Gia sau đó cũng bị vũ khí của hội này đến bắn và không thể di chuyển và rồi bị bắt khi bị áp giải đến Gia đã dùng lông để tạo vụ nổ nhỏ nhằm đánh lạc hướng và sau đó cùng một nhúm để giả làm asako và để cô trốn đi vì lúc bị đưa đi nó đã lập ra kế hoạch này và cố ý để bị bắt để biết ucio ở đâu khi asako tìm doc thì kéo căng sợi lông để ông ta đi phá ucio lúc này nhìn cây giáo mà hai người đã phải hy sinh để làm ra bị nghiên cứu thì vô cùng tức giận nhưng rồi bị tiêm thuốc an thần cũng đành bó tay còn asako đã lẻn vào một phòng nghiên cứu và có nhiều sinh vật trong này cô đã cứu được một yêu quái có hình dạng của một đứa trẻ và biết được nơi này chuyên thí nghiệm lên yêu quái cô tức giận thả cậu nhóc ra và trốn đi trong lúc đó mấy người kia đang thí nghiệm lên mảnh bạch diện lấy được từ cây thương và vô tình tạo ra một bản sao của nó thứ này phá hủy xung quanh và cậu nhóc đi cùng asako vì cứu cô mà cũng bị nó hấp thụ vào cô chạy đến tìm ucio và nó cũng chạy đến ucio buộc phải biến hình để chiến đấu và phải bảo vệ người mà cậu ghét bạch diện fake đã dùng sức mạnh của những sinh vật mà nó hấp thụ được asako ngăn không cho ucio tấn công cậu nhóc nhưng cậu nhóc muốn cậu ra tay trước khi cậu nhóc vô tình hại đến asako Tô ngồi chờ mãi chưa thấy tín hiệu để lần ra vị trí con quái đã bón hành cho họ một trận thì Asako mới nhớ ra và nhờ bà cô đây giúp kéo sợi lông. Tô đã cảm nhận được và phóng như tia chớp đến chỗ Usio, nó đánh bay con quái và châm chọc Usio. Nhưng con quái không chỉ có vậy, Tô tiếp tục đấu và khí độc đã bắt đầu dò dỉ nên ba nhà khoa học kia tính chuồn và mặc kệ những ai không chạy được và cả Tô Gia. Usio và Asako không thể trơ mắt nhìn chết mà không cứu nên sẽ ở lại, Tô ra khiến con quái phải lộ dùng đến chân của những yêu quái mà nó đã hấp thụ. Asako đã thuyết phục được bà cô đây và Ushio thì đã vào cuộc để giúp Tô Bà cô đã chỉ cô cách là cần đến phòng điều khiển, nhưng nó là một canh bạc, cô vẫn chấp nhận và đi theo. Còn con quái giờ đã tiến hóa để dùng mặt của cậu nhóc để khiến Ushio không dám tấn công, bà cô đã lên phòng điều khiển để giúp Asako chuẩn bị. Con quái giờ lại tiến hóa để kháng lại xét từ Tô ra và tấn công lại, bà cô đã dính đòn và giao lại trọng trách cho Asako lo liệu. Ngay đúng lúc đủ năng lượng thì cô đã kích hoạt máy tĩnh điện khiến con quái bất động và tạo cơ hội cho UCO cứu cậu bé ra. Tô ra sau đó xé đôi con quái và cả hai nhờ sự tin tưởng lẫn nhau đã đánh bại một kẻ thù mạnh. Chiếc lõi con quái bị phá hủy nhưng vũ khí độc vẫn còn. Và con quái thì vẫn còn có khả năng tái sinh lại. Bà cô muốn mấy ông trên kia hãy cho tự hủy cả khu trong 10 phút nữa. Vì bà cô bị thương quá nặng nên không còn khả năng đi được nữa nên muốn cả ba hãy mau rời đi. Cô nghe hết lý tưởng từ bà cô rồi mới rời đi và gặp lại nhóm UCO. Cô và UCO đã ngất đi buộc Tô ra lại phải đưa cả ba. Tính cả cậu nhóc ra ngoài, bà cô đã giao lại những dữ liệu cuối cùng cho hai đồng nghiệp trước khi họ bị tổ chức của cha UCO giải tán và bắt đi. Tô ra đã kịp đưa cả nhóm ra ngoài trước khi chính thức phát nổ, cả nhóm sau đó đã trở lại với cuộc sống thường ngày. Sáng ra thì gây lộn và hai cô gái phải đến can. Cha UCO hy vọng mọi thứ sẽ yên bình trước khi ngày phát xét và cũng là ngày cậu sẽ phải đại chiến với bạch diện xảy đến. Phần 1 đến đây là kết thúc và ai cần tên phim thì cứ gõ tên hai nhân vật chính là ra. Tạm biệt.